Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chỉ vài ngày sau khi bị siêu bão 4 tàn phá, Trung Quốc đại lục lại phải quay cuồng chống chọi với cơn bão Ima. Bão số 5 đang ngày càng mạnh lên và tiến vào các tỉnh, huyện biển miền Trung và Nam như Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Cơn bão cấp 5 với sức gió hơn 250 km/h đã đổ bộ vào Trung Quốc vào sáng nay. Anh Hoàng Chan Lưu, người dân thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gió bão và miêu tả cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh Hoàng, 27 tuổi, liên tục cập nhật tin tức về cơn bão trên WeChat và TikTok cá nhân của mình. Tới 7 giờ sáng ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, anh chia sẻ, chắc chắn là một đêm không ngủ đối với tất cả mọi người ở Giang Tô. Tôi dám chắc nhà của rất nhiều người đã bị một số hư hại. Lát sau anh cập nhật tiếp. Ghê quá và sau đó là mái nhà của tôi đã bay mất rồi. Căn nhà đang bị ngập. Khoảng 1 giờ sau, anh Hoàng xác nhận anh đã được giải cứu. Các báo cáo ban đầu cho thấy cơn bão tàn phá trên diện rộng. Anh chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, đến nay chúng tôi đã mất tất cả những gì có thể mua và thay thế bằng tiền. Nỗi lo lớn nhất của tôi là đến sáng chúng tôi sẽ tỉnh dậy với những tin tức về thương tích nghiêm trọng và tử vong do những cơn mưa dai dẳng gây ra lở đất. Sáng nay trên kênh truyền hình CCTV trực tiếp, người đứng đầu Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ tập trung cứu những người bị mắc kẹt và hỗ trợ thuốc thang cho họ. Ông cũng kêu gọi các nước và tổ chức quốc tế trợ giúp. Trung Quốc đang phải đối mặt cơn bão tồi tệ nhất trong hơn 3 thập kỷ, với gió giật lên đến 240 km/h đã được ghi nhận ở Giang Tô và Chiết Giang tối ngày hôm qua. Các vùng của Sơn Đông, Liêu Ninh cũng phải đối mặt với cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ. Theo BBC, theo cơ quan khí tượng Trung Quốc, cây cối đổ rạp, xe tải và ô tô lật nghiêng. Hàng trăm ngàn người mất điện khi cơn bão số 5 quần thảo các vùng ven biển xung quanh Trung Quốc và cách bờ biển phía đông của nước này với sức gió sóng thần và mưa lớn. Sức gió kỷ lục, sức gió mạnh nhất từng được ghi nhận ở Trung Quốc được báo cáo tại ngọn hải đăng trên đảo Hengpao đã vượt kỷ lục trước đó ghi nhận là 196 km/h tại nơi mình của năm 2021. Đây tạm thời là sức gió mạnh nhất cần được ghi nhận ở Trung Quốc. Cơ quan khí tượng Trung Quốc viết trên Weibo và WeChat, hàng triệu người đã được kêu gọi ở trong nhà. Khi một người đàn ông, một nhân viên hội đồng 62 tuổi ở Chiết Giang đã thiệt mạng do cây đổ và một phụ nữ trong sự cố riêng biệt ở Trung Quốc bị thương nặng, ba người cũng thiệt mạng tại Trung Quốc. Theo cổ phần, ở dọc duyên hải nước này, nơi bị bão tấn công sau đó trong 2 ngày, 17 người đã thiệt mạng. Cơn bão hoành hành đã khiến khoảng 10 triệu người Trung Quốc không có điện và buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa. Cơn bão cũng đã gây ra những thiệt hại trên diện rộng khác, gió mạnh đến độ kỷ lục, xé toạc mái vải của nhà thi đấu ở Thượng Hải, thổi bay một phần của ngọn tháp của một tòa cao ốc và thậm chí lật đổ tháp trung tâm từ một trạm phát điện. Bất chấp sức tàn phá của cơn bão, các nhà khoa học đã cảnh báo không nên vội vàng liên kết mức độ nghiêm trọng của nó với biến đổi khí hậu. Vương Lâm, giáo sư khoa học khí hậu trường Đại học Bắc Kinh đã viết trên Weibo rằng, trong khi biến đổi khí hậu đang làm cho nước dâng do bão trên biển và lượng mưa cực lớn trong các cơn bão số 5 có nhiều khả năng xảy ra hơn, thì có ít bằng chứng về việc bản thân gió đang trở nên tồi lá hơn. Ngoài ra, các nhà khoa học khí hậu từ lâu đã giải thích rằng, hiện tại họ không thể tự liên kết một sự kiện với sự thay đổi khí hậu. Cao Minh Minh là một nhà nghiên cứu bão tại Đại học Bắc Kinh đã nói rằng, thiệt hại về người và của có thể sẽ tồi tệ hơn nếu cơn bão tạo thành tít tre. Hiện tượng khí tượng được gọi là đã gây ra một số cơn gió bão gây hại nhất trong các cơn xoáy thuận ngoài nhiệt đới phát triển theo mô hình gió tháp của các cơn xoáy thuận đại dương. Đây là hiện tượng thời tiết hiếm xảy ra khi một giải không khí hẹp lao xuống với tốc độ hơn 180 km/h. Tạo ra một hành lang trên diện rộng từ 10 đến 20 mét. Lần cuối cùng hiện tượng này hình thành ở Trung Quốc là một trận siêu bão năm 2003, cướp đi sinh mạng của 180 người. Kính thưa quý khán giả thân mến, một trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng đã đổ bộ vào tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam Trung Quốc có tên gọi là cơn lốc Heisi, đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Sáng nay, phóng viên của Nikkei đã kịp thời có mặt và thu thập thông tin tại hiện trường trận lũ kèm lốc xoáy vừa qua. Qua thống kê sơ bộ của các ngành, địa phương tỉnh Hà Nam, ảnh hưởng của trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy vòi rồng lần này đã khiến tỉnh Hà Nam phải hứng chịu một số thiệt hại khổng lồ, rơi vào con số khoảng 39 tỷ nhân dân tệ. Trận lũ lụt kèm lốc xoáy lần này đã được các nhà khí tượng học phân tích là trận lũ lụt kinh khủng khiếp và được xếp vào một trong những trận lũ lịch sử của Trung Quốc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh áp thấp bắt đầu xảy ra, các cơn mưa lớn và dông, những cơn gió mạnh giật cấp 12 đến 13 liên tục đổ vào tỉnh Hồ Nam, phía Nam Trung Quốc, làm tốc mái hầu hết các ngôi nhà trong địa bàn tỉnh. Một số căn nhà nhỏ đã có dấu hiệu bị xóa sạch, cây cối dọc đường xá đã bị bay cả gốc, những cành cây lớn nhỏ đều bị bẻ gãy và bị gió lốc cuốn đi bay tứ tung.
đợt mưa kéo dài với liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm đã tích trữ một lượng nước ở các con đập thủy điện trên thượng nguồn. Sau nhiều giờ cơn mưa không ngừng, các đập nước đã có dấu hiệu vượt báo động đỏ. Phía các nhà chức trách đã yêu cầu xả nước để ngăn ngừa nguy cơ vỡ các con đập. Lượng nước mưa lớn cộng thêm trận xả đập đã nhấn chìm vùng ngoại ô gần thượng nguồn trong phút chốc. Cơn lũ đã đổ về với khối lượng nước và dọc hai bên bờ sông Hồ Nam nhanh chóng dâng cao, nhấn chìm cả một huyện của tỉnh Hà Nam. Các bè cá dọc hai bên sông đã bị cuốn sạch sẽ ra biển lớn. Hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm dưới dòng nước lũ đục ngầu. Gia súc, gia cầm cũng không thoát được. Các cơn lũ lớn thay nhau bị cuốn đi trong dòng nước. Người dân của địa phương chỉ biết trốn chạy bằng cách leo lên nóc nhà, những đỉnh núi cao, vượt biển qua Đài Loan và vượt biên qua Việt Nam và Lào để thoát thân. Một số căn nhà thấp bé thì đã bị nhấn chìm hoàn toàn. Những cụ già lớn tuổi tay chân không được nhanh nhẹn nên đã mắc kẹt thương tâm lại trong dòng nước lũ. Mặc dù trèo lên được các chỗ cao để ẩn nấp, song người dân phải đối diện với lực gió cực mạnh đã đạt đến cấp 12, cấp 13. Gió có thể cũng phăng mọi thứ. Con đường giành giật sự sống của người dân ở đây cứ thế diễn ra trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Ở trên đầu là gió lớn kèm lốc xoáy và dưới chân là dòng nước lũ chảy xiết. Người dân Trung Quốc đã lao đao khốn khổ trong 3 giờ đồng hồ dài đăng đẳng. Họ biết họ đã mất hết sạch tài sản, chỉ mong cho người thân có thể sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này. Sau khi cơn lũ kèm lốc giấy đi qua, người dân hoảng hốt tập trung lại tại nhà văn hóa để tìm người thân. Lúc này, những đội cứu hộ cũng đã bắt đầu có mặt để tiến hành lấy thông tin những người mất tích phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khuôn mặt những đứa trẻ may mắn còn sống sót đang vội vã tìm cha mẹ, những người chồng bế con thơ cũng vội vã đi tìm vợ, có cặp anh em mồ côi, này cũng chỉ còn một người. Vâng, kính thưa quý vị, một khung cảnh vô cùng tăng tóc đã diễn ra ở tỉnh Hà Nam. Sau khi lấy thông tin những người đã mất và thống kê lại, thì con số người mất tích lên đến 361 người. Đội cứu hộ nhanh chóng vào vị trí tìm kiếm những người đã mất tích. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, người dân nơi xảy ra lũ lụt kèm lốc xoáy đã mất hết toàn bộ tài sản. Số người chết tại hiện trường là 123 người, số người mất tích là 361. Hệ thống nước sạch cũng bị phá hủy. Các đường dây điện, các đường truyền Internet cũng đã hư hỏng nặng nề. Hàng chục con đường bị xói mòn trầm trọng, có khả năng sẽ xây dựng lại hoàn toàn chứ không thể sửa chữa được. 2 trong số 4 cây cầu đã bị lực nước bẻ gãy và cuốn trôi mất tích. Hàng ngàn gia súc, gia cầm cùng hàng ngàn hecta hoa màu đã bị nhấn chìm và cuốn trôi theo dòng lũ. Toàn bộ ngôi nhà trong khu vực lốc xoáy đi qua đều bị ảnh hưởng không ít thì nhiều, không sụp đổ thì cũng tốc mái nghiêm trọng. Trường học và các trung tâm y tế, trung tâm cộng đồng cũng đã có những hư hại đáng kể, như các công trình kiến trúc của tỉnh cũng đã đổ vỡ, các cửa kính của bệnh viện cũng bị những vật thể cứng do cơn lốc cuốn bay và đào tạo nên những hư hại nặng nề về tài sản. Hàng ngàn chiếc xe hơi bị cuốn bay đã tụ tập lại ở sân vận động tỉnh Hồ Nam. Đáng kể thêm là một đoàn học sinh tiểu học trên đường đi học về nhà đã không may bị cành nhánh cây lớn va đập và làm bị thương nặng phải nhập viện sau cơn bão kèm lốc xoáy lớn lần này. Trước sự kiện thiên tai lịch sử và để lại những hậu quả khủng khiếp như vậy, phía chính quyền các nhà chức trách tỉnh Hồ Nam đã có những động thái và những lời phát biểu gì? Tỉnh Hồ Nam đang tập trung huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ, hướng dẫn dân khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình bị thiệt hại nặng trong cơn mưa lũ, sửa các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là đang nỗ lực hết sức cho công cuộc tìm kiếm cứu nạn người mất tích. Được biết, trong 361 người mất tích, có 62 người thanh niên và còn lại là người lớn trên 50 tuổi. Công cuộc tìm kiếm dự định sẽ rất khó khăn khi hệ thống điện và Internet đang bị hư hỏng hoàn toàn và khả năng cao 361 người mất tích này đã bị thiệt hại và thi thể đã trôi ra biển theo dòng nước lũ. Tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, sau khi trận lũ diễn ra, đã nhiều giờ đồng hồ nhưng công tác tìm kiếm vẫn không mấy khả quan. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho các nhà lãnh đạo cầm quyền quản lý và các bộ, ngành khác nhau của tỉnh Hồ Nam. Như nguyên nhân dẫn đến các trận lũ lụt kèm theo lốc xoáy đáng tiếc này, hướng khắc phục hậu quả của trận lũ lụt để lại là sẽ có khoản trợ cấp hay bồi thường thiệt hại nào cho các hộ dân, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tự nhiên Lục Hạo trả lời trong buổi phỏng vấn rằng, một khối không khí lạnh đã gây ra thay đổi áp suất của các rãnh thấp và dẫn đến tình trạng mưa lớn cùng lốc xoáy. Vì đây là hướng chuyển làn mục tiêu bất ngờ của cơn bão, nên chúng tôi chưa kịp đề phòng. Theo dự đoán, cơn bão sẽ đi về phía Bắc chứ không phải là phía Nam như bây giờ. Bộ trưởng Bộ Môi trường Sinh Lý Thái Kiệt cũng đã thông tin đến người dân qua buổi họp báo rằng sẽ là người đứng ra nhận trách nhiệm khôi phục hiện trạng ban đầu của các địa phương bị thiệt hại nặng nề trong khu dân cư, cầu đường. Các cơ sở vật chất khác sẽ dùng nguồn kinh phí của nhà nước để sớm có thể đưa cuộc sống người dân trở về ban đầu. Câu trả lời đáng mong chờ nhất của người dân và câu trả lời của đương kim Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ giải quyết những thiệt hại của các cá nhân, tập thể người bị hại như thế nào và đứng trước nỗi đau mất mát của người thân. Hàng chục người đã bỏ mạng trong trận lũ, trong đó cũng có một phần trách nhiệm của nhà nước, cũng như lượng nước từ đập thủy điện xả xuống.
đã khiến tình trạng cơn lũ trở nên nặng hơn. Ông Tập Cận Bình phát biểu trên thông tin đại chúng rằng sẽ hạ lệnh cho các địa phương tiến hành bồi thường những khoản thiệt hại lớn cho người dân. Về phía những người đã mất tích trong thiên tai vừa qua sẽ có người đến thăm hỏi, động viên gia đình. Người dân Trung Quốc vẫn còn chìm đắm trong mất mát, đau thương khi tất cả đã mất trắng chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Khi nỗi đau này chưa nguôi ngoai, họ đã nhận về những câu trả lời hết sức vô cảm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã dấy lên trong lòng họ nguồn năng lượng tiêu cực và dự định sẽ chuyển thành những cuộc biểu tình lớn xảy ra ở tỉnh Hồ Nam trong thời gian này. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Trung tâm khí tượng Mỹ dự báo siêu bão Noru mạnh cấp 17 khi tiến gần bờ. Trung tâm khí tượng của Mỹ dự báo khi bão Noru tiến gần bờ, cường độ bão mạnh cấp 17, cấp siêu bão với sức phá hoại cực kỳ lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối nay ngày 25 tháng 9, siêu bão Noru đang giảm cấp sau khi đổ bộ vào Philippines. Cụ thể, lúc 19 giờ cường độ bão Noru còn cấp 13-14, giật cấp 16. Từ trước khi bão đổ bộ, Philippines đã phải ban hành cảnh báo cấp độ tín hiệu 5, mức thảm họa. Cho đến nay, diễn biến này của bão vẫn theo đúng kịch bản dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế và Việt Nam. Dự báo khoảng đêm nay, bão Noru sẽ đi vào Biển Đông và mạnh trở lại khi gặp nhiều yếu tố thuận lợi. Tại cuộc họp ứng phó với bão Noru chiều nay, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho biết hiện dự báo của các trung tâm dự báo quốc tế đều thống nhất về quỹ đạo nhưng có sự khác biệt về cường độ. Cụ thể, ông Thái cho biết các dự báo đều chung nhận định vùng ảnh hưởng của bão sẽ tập trung từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, thời gian ảnh hưởng trực tiếp từ chiều tối và đêm ngày 27 tháng 9. Riêng về cường độ, Trung tâm Khí tượng của Nhật Bản, Hồng Kông và Việt Nam dự báo cường độ bão khi gần bờ ở cấp 13-14, còn Trung tâm Khí tượng của Trung Quốc lại dự báo khi gần bờ cường độ bão rất mạnh ở cấp 15. Đặc biệt, Trung tâm Khí tượng của Mỹ thì dự báo khi gần bờ cường độ bão Noru mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Có hai lý do để họ đưa ra nhận định như vậy, đó là hệ thống quan trắc khác, hệ quy chiếu khác nên dự báo hơn mình từ 1 đến 2 cấp, ông Thái cho biết. Dự báo chi tiết về diễn biến của bão Noru những ngày tới, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay siêu bão Noru sau khi vượt qua Philippines, bão suy yếu khoảng 1-2 cấp do ảnh hưởng của ma sát địa hình. Tuy nhiên, sau khi vào Biển Đông vào đêm nay, bão sẽ mạnh trở lại, đạt cường độ mạnh nhất khi đi qua vùng biển phía nam của đảo Hoàng Sa. Khi đó, cường độ bão đạt cấp 13-14, giật trên cấp 16. Khi vào gần bờ, bão duy trì cường độ cấp 13 khi ảnh hưởng đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật trên cấp 14. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, ông Thái nói. Theo đánh giá của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cơn bão Noru mạnh tương đương cơn bão số 6 Changshen vào tháng 9 năm 2006, bão số 9 Kesana tháng 10 năm 2009 và bão số 9 Molave tháng 10 năm 2020. Cụ thể, cơn bão số 6 Changshen đã đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam ở cấp 13, giật cấp 14, làm 76 người chết và mất tích, 532 người bị thương. Cơn bão số 9 Kesana đổ bộ vào Quảng Nam, Quảng Ngãi với cấp 11, giật cấp 14, làm 629 người bị thương. Với dự báo trên, Cơ quan Khí tượng Quốc gia cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4, cao nhất là cấp 5 thảm họa. Với các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum ở cấp 3. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan khẩn cấp ứng phó với bão Noru. Bão Noru rất mạnh, kiến nghị chính phủ thành lập ban chỉ đạo tiền phương. Thủ tướng có thể sẽ lập ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó kịp thời, hạn chế tối đa hậu quả của siêu bão Noru sẽ vào Biển Đông đêm nay. Cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về ứng phó siêu bão Noru vừa kết thúc cách đây ít phút. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chuẩn bị phương án lập Ban Chỉ đạo tiền phương. Đề xuất này bắt nguồn từ ý kiến của Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp. Ông đánh giá Noru khi vào Biển Đông đêm nay sẽ trở thành cơn bão rất lớn trong vòng 20 năm qua. Đây là siêu bão, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.
Với cấp độ rủi ro này, công tác chỉ đạo nên ở cấp thủ tướng và nên lập ban chỉ đạo tiền phương để ứng phó kịp thời. Về số tàu thuyền đang trong vùng nguy hiểm, Thứ trưởng Hiệp cho rằng các địa phương cần phân loại, nếu đang gần bờ thì cố gắng chạy về bờ, còn lại nếu đang nằm ở hướng bão di chuyển thì cố gắng chạy xuống phía nam hoặc ngược lên phía bắc. Vị phó ban chỉ đạo cũng lưu ý yêu cầu bảo vệ tàu thuyền đã về nơi neo đậu, vì bão giật cấp 13-14 thì tàu cá ở ven bờ cũng đắm chìm hết. Ngoài cấm biển, ông Hiệp cũng đề nghị xem xét cấm đường ở những khu vực bão đổ bộ, vì mưa lớn thì đường quốc lộ, đường sắt có khi cũng ngập lụt, đi lại rất nguy hiểm. Đề nghị các địa phương xem xét, ví dụ cấm từ Thanh Hóa, Quảng Bình không cho xe đi vào bên trong, từ Ninh Thuận không cho xe chạy ra các tỉnh bên ngoài. Thứ trưởng Hiệp nói, cũng theo ông Hiệp, cần tính cả khả năng cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ, bởi khi gió giật thổi bay biển quảng cáo, mái tôn thì ra khỏi nhà là có rủi ro. Còn lực lượng tại chỗ cần chủ động phương tiện liên lạc, xe cộ, lương thực thực phẩm đủ dùng tối thiểu 7 ngày, bởi hậu quả những cơn bão mạnh như thế này có thể gây chia cắt đường đi liên lạc. Yêu cầu hoãn các cuộc họp không cần thiết. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự vào cuộc của ban chỉ đạo, của các bộ ngành địa phương. Noru ở cơn bão lớn nhất trong 5 năm trở lại đây, kinh nghiệm từ 3 cơn bão mạnh tương đương xảy ra năm 2017 và năm 2006 đều cho thấy hậu quả rất lớn về người và tài sản, đòi hỏi sự vào cuộc từ trung ương tới địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó. Dự báo cơn bão này rất mạnh, có thể giật tới cấp 17, tốc độ di chuyển nhanh vào đất liền, mà cấp 13 thì nhà cấp 4 sẽ bị thổi bay tốc mái. Đề nghị các bộ ngành, nhất là địa phương tổ chức di tản dân, kêu gọi tàu thuyền di chuyển tới nơi an toàn. Các đồng chí cần hết sức chủ động, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, Phó Thủ tướng yêu cầu. Từ kết quả cuộc họp này, trước mắt, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký ngay trong chiều nay công điện gửi các địa phương, bộ ngành với các nhiệm vụ cụ thể để ứng phó với bão. Công tác dự báo phải thường trực 24/24 giờ, tham khảo rộng rãi các cơ quan quốc tế để có đánh giá chính xác. Nếu dự báo chậm hoặc không chính xác thì thiệt hại rất lớn. Từ dự báo đó để có giải pháp ứng phó, Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thật cao trong những ngày này. Có thể tạm dừng, hoãn một số cuộc họp không thật sự cần thiết để chỉ đạo ứng phó bão, xây dựng kế hoạch cụ thể vì đây là siêu bão, cấp độ rủi ro cấp 4, cấp cao nhất. Phó Thủ tướng nói, về kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo tiền phương, Phó Thủ tướng yêu cầu trong tối nay cơ quan tham mưu cần phải trình đề xuất cụ thể về thành phần, trụ sở, kế hoạch triển khai. Trước mắt, Phó Thủ tướng cho biết sẽ thành lập các đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo, các bộ ngành để tăng cường kiểm tra thực tế. Như hôm nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã vào một số địa phương để trực tiếp chỉ đạo, thì đó là cách làm hay. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thống nhất thời gian cấm biển, từ sáng mai không cho tàu ra khơi, đồng thời kiểm soát tàu trên biển. Với hơn 900 tàu vận tải hàng hóa, 551 phương tiện thủy nội địa ven biển, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải cần phối hợp có phương án rà soát đưa tàu về, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng về bờ rồi vẫn bị lật thuyền. Đối với các nhà dân ở nhà cấp 4, với sức gió giật như dự báo thì cần có phương án sơ tán, tránh thiệt hại về tính mạng của người dân. Các đồng chí phải khảo sát để tính toán phương án di chuyển bà con đến nơi an toàn như đưa về các trường học, trụ sở ủy ban, ông Thành gợi ý. Cùng với phòng chống thì các địa phương cũng cần đảm bảo sản xuất của nhân dân, những diện tích trồng trọt đến thời gian thu hoạch thì cần thu hoạch sớm. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thành lập các ban chỉ đạo và đoàn công tác của địa phương từ tỉnh, thành phố tới các quận, huyện, xã, đảm bảo dự trữ lương thực, thực phẩm để phòng trường hợp bị chia cắt, người dân không đi mua bán được. Về tuyên truyền, đây là cơn bão nên công tác tuyên truyền phải được quan tâm hơn, các cơ quan báo chí cần triển khai kế hoạch tuyên truyền. Đà Nẵng chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru ra sao? Di chuyển tàu thuyền đến điểm tập kết, trồng chắn, nhà cửa, hoãn các cuộc họp không cần thiết. Đà Nẵng đang khẩn trương ứng phó với siêu bão Noru. Đến tối ngày 25 tháng 9, mặc dù mưa lớn nhưng công tác chuẩn bị ứng phó với siêu bão Noru ở Đà Nẵng cũng như một số tỉnh thành miền Trung đang triển khai một cách khẩn trương. Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, tất cả các tàu thuyền của ngư dân đã được hướng dẫn về neo đậu an toàn trong âu thuyền. Ngoài ra, 18 chiếc tàu dầu đã được đưa ra ngoài để phòng chống cháy nổ. Đối với các tàu nhỏ, ghe, thúng không vào neo đậu trong âu thuyền, các đồn biên phòng huy động lực lượng cùng ngư dân đưa lên bờ để tránh bão. Đến hiện tại, công tác chuẩn bị phòng chống bão đối với tàu trong bờ đã cơ bản hoàn tất, Đại tá Hậu nói.
Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo thì còn 35 tàu cá của Đà Nẵng đang hoạt động trên biển, trong đó có 7 tàu gần bờ, số còn lại đã liên lạc được, hướng dẫn cho ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và đang di chuyển vào bờ. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi bão đổ bộ, lực lượng bộ đội biên phòng đã kêu gọi người dân ở tàu lên bờ, không ở lại tàu. Đồng thời, phân công các chốt trực để sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có công điện gửi thủ trưởng các sở ban ngành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện yêu cầu tạm dừng các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung lực lượng đối phó với bão. Trong đó, lưu ý các địa phương ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu sẵn sàng triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân trong thiên tai, nhất là tại các vùng trũng, thấp, vùng ven biển, ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhà cửa không kiên cố. Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các đơn vị bố trí lực lượng kiểm soát cương quyết không để người dân ở lại những khu vực đã xác định có nguy cơ cao lũ quét sạt lở, sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời tiếp cận, ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Sở Công Thương có phương án chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu, các nhu yếu phẩm, phối hợp với các quận, huyện có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại những trung tâm mua bán, siêu thị, chợ. Sở Y tế sẵn sàng phương án cấp cứu nạn nhân và phương án cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ cơ số, thuốc và hóa chất cần thiết để xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ. Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học cao đẳng theo dõi diễn biến của bão, thời tiết trong những ngày tới để quyết định cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học, đồng thời có phương án chẳng chống đảm bảo không để cây xanh ngã đổ trong khuôn viên các trường học, kiểm tra công tác ứng phó với siêu bão sắp đổ bộ tại Âu Thuyền và Cảng Cá Thọ Quang chiều ngày 25 tháng 9. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan dẫn đầu đã yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền đang neo đậu trong Âu Thuyền, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của bão. Bộ trưởng cũng nhắc nhở các đơn vị lên sẵn phương án sơ tán dân tại các vùng xung yếu ven biển quận Sơn Trà và quận Liên Chiểu, các vùng có nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang. Cần cấm người dân ra đường khi siêu bão Noru chuẩn bị đổ bộ. Với siêu bão mạnh như Noru, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp khuyến cáo nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng. Tại cuộc họp ứng phó với bão Noru của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai chiều ngày 25 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, theo nhận định ban đầu, đây là cơn bão lớn trong vòng 20 năm qua với cấp độ rủi ro thiên tai trên đất liền ở cấp 4. Với mức độ ảnh hưởng như dự báo, kiến nghị chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương để ứng phó với bão, ông Hiệp đề xuất. Chuẩn bị sẵn sàng lương thực trong 7 ngày. Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão cần lên phương án cụ thể sơ tán người dân ứng phó với kịch bản từng cấp bão, đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nếu bão mạnh đến cấp 13 trên đất liền, tập trung người dân ở trường học chưa chắc đã an toàn. Vì vậy, cấp cơ sở cần rà soát kỹ nơi tránh trú đảm bảo trên địa bàn. Ông Hiệp khuyến cáo, bên cạnh việc cấm biển, ông Hiệp đề nghị địa phương xem xét cấm đường ở những khu vực bão đổ bộ, vì những khu vực này khi có mưa lớn, đường quốc lộ, đường sắt gần như bị ngập lụt. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng với cơn bão mạnh như Noru nên cấm người dân ra đường trong thời gian bão chuẩn bị đổ bộ để tránh gây thiệt hại về tính mạng người dân khi gió giật sập các biển quảng cáo mái tôn. Đồng thời với những cơn bão mạnh đến cấp 13, kinh nghiệm cho thấy chắc chắn sẽ gây chia cắt đường đi, liên lạc. Do vậy, lực lượng tại chỗ cần chủ động sẵn sàng trang bị phương tiện, lương thực, thực phẩm, thuốc men tối thiểu đủ dùng trong 7 ngày, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề xuất. Bão cấp 13 có thể thổi bay nhà cấp 4. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhận định Noru là cơn bão lớn nhất trong 5 năm trở lại đây có thể ảnh hưởng đến miền Trung. Như nhận định, với diễn biến bão di chuyển nhanh và cường độ mạnh đến cấp 13 trên đất liền thì có thể làm sập, thổi bay nhà cấp 4, làm nguy hiểm đến tính mạng người dân. Do đó, địa phương cần khảo sát để tính phương án di chuyển người dân đến nơi an toàn, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cần tham khảo các mô hình dự báo quốc tế để cập nhật, đưa ra dự báo về mức độ ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này đến đất liền. Về đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão, Phó Thủ tướng yêu cầu đơn vị chức năng sớm gửi hồ sơ bao gồm các đề xuất về thành phần, địa điểm đặt trụ sở để Thủ tướng phê duyệt chậm nhất trong trưa mai 26 tháng 9.
Ngoài ra, Phó Thủ tướng quán triệt các địa phương dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của bão tạm dừng hoặc hoãn một số cuộc họp không thực sự cần thiết để tập trung chỉ đạo ứng phó. Trước mắt, lãnh đạo các tỉnh, thành phố liên quan cân nhắc thời gian cấm biển, không cho tàu thuyền ra khơi và thống nhất một khung thời gian cố định để áp dụng. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian cấm biển có thể vào 6 giờ sáng ngày 26 tháng 9. Theo số liệu báo cáo, hiện còn hơn 900 tàu vận tải hàng hóa, 551 phương tiện thủy nội địa ven biển. Do đó, lãnh đạo chính phủ đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp có phương án rà soát đưa tàu về, đảm bảo an toàn, tránh tình trạng về bờ rồi vẫn bị lật thuyền. Theo ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, trước khi đổ bộ Philippines, bão đạt sức gió mạnh cấp 16, giật cấp 17 và ở cấp siêu bão. Sau khi vào đất liền, bão giảm 1-2 cấp do ma sát với địa hình. Dù vậy, sau khi vào Biển Đông, hình thái này được dự báo mạnh trở lại và mạnh nhất ở thời điểm đi qua vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Lúc này, sức gió mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 16. Khi vào vùng biển gần bờ, cường độ bão duy trì sức gió mạnh cấp 13 và có thể ảnh hưởng đến đất liền ở khoảng cấp 12-13, giật cấp 14. Ông Thái thông tin và cho biết đây là dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trước mắt, các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, địa phương trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán trên 93.000 hộ với khoảng 369.000 người, tùy theo diễn biến của bão. Bão Noru có khả năng mạnh lên khi vào Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, bão Noru đi vào Biển Đông và sau đó có xu hướng mạnh lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 121,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14. Tức là từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 16. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 19 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Trong 72 giờ đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/h, cường độ suy yếu dần. Bão Noru giật cấp 17, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km.
Hồi 16 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km đi vào Biển Đông. Đến 16 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, từ 134 đến 166 km/h, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 107,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 16 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông trên biên giới Việt Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8-10 mét, biển động dữ dội. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h, cường độ suy yếu dần. Siêu bão Noru suy yếu nhẹ khi đổ bộ lần hai vào Philippines. Các nhà khí tượng học của Philippines cho biết siêu bão Noru đã suy yếu xuống mức bão mạnh khi nó đổ bộ lần thứ hai vào khu vực Dingalan, tỉnh Aurora tối ngày 25 tháng 9. Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa cũng đã ban hành cảnh báo đỏ về lượng mưa và cập nhật tín hiệu gió bão nhiệt đới trong thông báo ngày 25 tháng 9, theo Inquirer. Cảnh báo đỏ về lượng mưa đã được ban hành ở Quezon, Bulacan và Rizal. Các khu vực nói trên có nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng. Theo thang phân loại do Pagasa sử dụng, một cơn lốc xoáy nhiệt đới được chia thành 5 cấp độ, trong đó cấp mạnh nhất là siêu bão, có sức gió mạnh nhất vượt qua 185 km/h. Noru ở mức bão mạnh, mức gió trong khoảng 118 đến 184 km/h, cấp mạnh thứ 2 khi đổ bộ lần 2. Gần 8.400 người đã được sơ tán khỏi đường đi của cơn bão Noru, theo Reuters. Các chuyến bay đã bị hủy, các chuyến phà và tuyến xe buýt bị tạm dừng do mưa lớn và gió mạnh làm đổ cây và đường dây điện. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã tuyên bố tạm dừng công tác với các cơ quan chính quyền và tạm đóng cửa lớp học vào ngày 26 tháng 9 khi cơn bão quét qua đảo Luzon, theo Reuters. Đảo Luzon đóng góp hơn 2/3 nền kinh tế cả nước, đồng thời là nơi sinh sống của khoảng một nửa dân số Philippines. Hiện tại, gió đã dịu hơn nhưng trời tối vì chúng tôi không có điện. Eliseo Ruzon, thị trưởng thị trấn ven biển General Naka, nằm gần vị trí đổ bộ của Noru, nói với đài phát thanh DZAS. Thị trưởng thị trấn Dingalan Luzon cũng cho biết đường dây liên lạc của đài phát thanh DZMM đã đứt. Một số cộng đồng ghi nhận tình trạng mất điện. Siêu bão Noru đổ bộ lần đầu vào Philippines vào chiều ngày 25 tháng 9, đem gió mạnh và mưa lớn tới hòn đảo Luzon đông dân. Cơ quan khí tượng của nước này cho biết cơn bão dự kiến gây lụt và phá hoại mùa màng. Mưa lớn gây sạt lở, yêu cầu 13 hộ dân di rời.
tối ngày 25 tháng 9, thông tin Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, địa phương đã thuê máy móc bốc dỡ thông đường sau vụ sạt lở. Mưa lớn trong nhiều ngày khiến dọc tuyến đường tuần tra ven biển xã Cẩm Lĩnh, hay còn gọi là tuyến đường quốc phòng đi xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên đến Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện không thể qua lại. Cụ thể, tại đoạn qua thôn 1 xã Cẩm Lĩnh đã xuất hiện 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 200m. Khối lượng đất đá sạt lở khoảng 150 m3. Ngay sau khi xảy ra sự việc, huyện Cẩm Xuyên đã kiểm tra hiện trạng và chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Lĩnh thuê máy giải phóng khối lượng đất đá sạt lở trên nhằm đảm bảo lưu lượng qua địa bàn nên không ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến đường. Đồng thời, xã Cẩm Lĩnh phát thông báo cảnh báo, lắp các biển cảnh báo, làm rào chắn và bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ ở hai đầu tuyến đường tuần tra ven biển qua địa phương này để ngăn cấm người và các phương tiện qua lại. Ngoài ra, 13 hộ dân sinh sống và kinh doanh dọc chân núi ở tuyến đường tuần tra ven biển yêu cầu phải ký cam kết tuyệt đối không ở lại trong hàng quán và di rời người tài sản đến nơi an toàn. Cũng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tại dọc bờ sông Ngàn Mọ thuộc thôn Đồng Bầu, xã Cẩm Thành, xảy ra sạt lở gây đổ tường rào của một hộ dân. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng tiếp tục xuất hiện thêm 3 vị trí sụt lún, gây nguy cơ mất an toàn cao. Để ứng phó với cơn bão Noru, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp ngành chức năng kêu gọi, yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động tại vùng biển Hà Tĩnh vào bờ trú tránh an toàn. Đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, toàn tỉnh có 3.675 tàu thuyền, trong đó có 3.666 phương tiện đã nắm bắt thông tin và vào bờ trú ẩn, còn lại 9 phương tiện với 48 lao động đang hoạt động trên biển đã liên lạc được, đang kêu gọi vào tránh trú. Philippines báo động khẩn cấp vì siêu bão Noru. Philippines đã ban bố tình trạng báo động khẩn cấp đặc biệt sau khi bão Noru mạnh lên cấp siêu bão và áp sát khu vực phía đông của nước này. Các quy trình chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp ở mức cao nhất đã được kích hoạt tại khu vực đô thị Manila, miền trung đảo Luzon, Calabaron, Mimarupa và Bicol. Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines cho biết hôm 25 tháng 9, CNN đưa tin, nhà chức trách Philippines yêu cầu người dân cực kỳ thận trọng, đồng thời cảnh báo gió giật rất mạnh sẽ xảy ra trong vòng 18 giờ tới. Bão Noru dự kiến đổ bộ vào đất liền tại khu vực phía Bắc Quezon hoặc phía Nam Aurora vào đêm ngày 25 tháng 9. Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết, nhà chức trách Philippines cũng cho biết không loại trừ khả năng bão đổ bộ sớm vào đảo Polillo ngay trong chiều ngày 25 tháng 9. Bão Noru được dự báo sẽ gây ra những trận sóng và cuồng phong lớn, mưa nặng hạt và gió giật mạnh tới hơn 200 km/h. Các trường học tại nhiều thành phố đã được lệnh đóng cửa trong ngày 26 tháng 9 do ảnh hưởng của siêu bão Noru. Đảo Polillo được dự báo sẽ hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão gây ra. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Noru được xếp vào loại siêu bão vào lúc 5 giờ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương sau khi mạnh lên và sức gió tăng lên với tốc độ 90 km/h trong 24 giờ qua, Ecuador đưa tin. Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với sức gió cao nhất là 185-205 km/h, Pagasa thông tin. Cơn bão có thể gây hại cho đất trồng nông nghiệp cũng như các ngôi làng có nguy cơ ngập lụt. Hồi tháng 12 năm 2021, siêu bão Rai đổ bộ vào Philippines đã khiến hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Siêu bão Noru được dự báo sẽ suy yếu thành bão khi quét qua đảo Luzon trước khi đi vào Biển Đông ngày 26 tháng 9 hướng về phía Việt Nam. Siêu bão Noru đổ bộ Philippines. Siêu bão Noru vừa đổ bộ vào Philippines đem gió mạnh và mưa lớn tới hòn đảo Luzon đông dân. Cơ quan khí tượng của nước này cho biết cơn bão dự kiến gây ra lụt và phá hoại mùa màng. Bão Noru đã đổ bộ lên thành phố Budeos trên quần đảo Polillo thuộc tỉnh Quezon của Philippines lúc 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, tức 16 giờ 30 phút cùng ngày giờ Việt Nam. AFP dẫn cơ quan dự báo khí tượng của nước này, nơi cơn bão đổ bộ cách thủ đô Manila khoảng 100 km về phía đông bắc, lực lượng khẩn cấp đã chuẩn bị cho khả năng có gió mạnh và mưa lớn tấn công thủ đô, nơi sinh sống của hơn 13 triệu người. Giới chức cho biết đã bắt buộc sơ tán ở một số khu vực có nguy cơ cao của thủ đô. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Noru được xếp vào loại siêu bão vào lúc 5 giờ ngày 25 tháng 9 giờ địa phương, Ecuador đưa tin.
Nó được dự báo sẽ mạnh lên và đổ bộ vào đất liền với sức gió cao nhất rơi vào 185-205 km/h. Cục Quản lý Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines Pagasa thông tin, cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Philippines cho biết cơn bão có sức gió duy trì tối đa là 195 km/h khi nó đi về phía quốc gia này. Chúng tôi yêu cầu cư dân sống trong các khu vực nguy hiểm tuân thủ các lời kêu gọi sơ tán bất cứ khi nào cần thiết, Cục trưởng Cảnh sát quốc gia Philippines Rodolfo Ozurin nói. Video đăng trên mạng xã hội và được AFP xác minh cho thấy cây cối bị gió mạnh quật ngã ở Infanta và trên quần đảo Polillo. Tác động từ bão Noru, nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh mưa ngập. Dưới tác động của bão Noru, gió Tây Nam kết hợp mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ. Chiều và tối ngày 25 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào, một số nơi có nơi mưa to đến rất to. Nhiều tuyến đường trũng thấp xuất hiện tình trạng ngập vừa đến nặng như Phan Văn Hớn, quận 12, An Dương Vương, quận 6, Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Nguyễn Văn Khối, Gò Vấp, Tôn Thất Thuyết, quận 7 và một số khu vực thuộc huyện Nhà Bè. Theo đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trận mưa này là do ảnh hưởng của bão Noru khiến cường độ gió Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với mây đối lưu phát triển gây mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ nói chung. Ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết lúc 19 giờ 30 phút cho thấy mây đối lưu phát triển trên hầu hết khu vực Nam Bộ và gây mưa, mưa rào kèm dông, sét. Sau đó mưa tiếp tục lan ra các vùng lân cận, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật. Cơ quan khí tượng cảnh báo hiện tượng thời tiết xấu và mưa diện rộng tiếp tục duy trì ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng của bão Noru vào Biển Đông và hướng vào Trung Bộ. Người dân cần đề phòng ngập úng ở một số khu vực. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, tác động của bão khiến cường độ gió Tây Nam tăng, khiến khu vực này có mưa rào và dông nhiều nơi với lượng mưa lớn. Người dân lưu ý lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Riêng vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm vùng biển thành phố Hồ Chí Minh và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Phú Quốc, có gió Tây Nam hoạt động từ mức trung bình đến mạnh, gây mưa rào và dông rải rác. Chiều ngày 25 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết những giờ qua, bão Noru hoạt động ngoài khơi Philippines đã mạnh thêm 2 cấp và đang duy trì sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Lúc 16 giờ, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 500 km về phía đông. Ảnh mây vệ tinh cho thấy bão đã có cấu trúc và tiếp tục mạnh thêm. Đêm nay và ngày mai, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với vận tốc 20 km/h. Đến 16 giờ ngày 25 tháng 9, tâm bão nằm trên khu vực đảo Luzon với sức gió giữ ở cấp 11. Sau đó, bão giữ vận tốc nhưng đổi hướng đi chếch theo Tây, Tây Bắc và vào Biển Đông. Chiều ngày 26 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 510 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15. Thủ tướng yêu cầu 16 tỉnh thành khẩn trương quyết liệt ứng phó bão Noru. Thủ tướng yêu cầu 16 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung ứng phó với siêu bão Noru. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký công điện của Thủ tướng yêu cầu các cơ quan và các địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão Noru khi vào Biển Đông sẽ thành bão số 4, theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương quyết liệt nhất. Công điện của Thủ tướng gửi 16 tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, một số tỉnh ở Tây Nguyên và 11 bộ ngành đơn vị liên quan. Công điện nêu rõ, cơn bão Noru đang tiến vào Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17. Sau khi vào Biển Đông, bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13, 14, giật cấp 16. Khi đến Nam quần đảo Hoàng Sa, khi vào gần bờ, cơn bão này có thể vẫn mạnh cấp 12, 13, giật cấp 15. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo từ ngày 26 tháng 9, bão gây gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển giữa và Bắc Biển Đông. Chiều tối ngày 27 tháng 9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền, khu vực Trung Trung Bộ, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Bình Thuận gây mưa lớn tập trung ở Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và tỉnh thành tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn
tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão lũ, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão mưa lũ, phân công lãnh đạo triển khai lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm để trực tiếp chỉ đạo đôn đốc kiểm tra công tác ứng phó tại cơ sở. Căn cứ diễn biến và dự báo bão, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn, khẩn trương rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú. Đồng thời, các địa phương cần rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ ảnh hưởng của sóng lớn, ngập sâu, khu dân cư có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều hồ đập, tàu thuyền, hoạt động thủy sản, hệ thống điện, bảo đảm an toàn đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, sẵn sàng sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bão Noru giật cấp 17 khi áp sát đất liền, miền Trung sắp mưa lớn. Bão Noru có thể đạt sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17 trên Biển Đông. Từ chiều ngày 27 tháng 9, nhiều nơi ở Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên bắt đầu chịu ảnh hưởng của hình thái này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rạng sáng ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines và đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 4 trong năm nay hoạt động tại khu vực. Lúc 4 giờ, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây đảo Luzon, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12, 13, giật cấp 14. Bão đã yếu đi 2 cấp sau khi di chuyển qua đất liền. Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h. Rạng sáng ngày 27 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc nhưng di chuyển thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh thêm. Rạng sáng ngày 28 tháng 9, tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17. Đây là thời điểm bão mạnh nhất. Với vận tốc và hướng đi không đổi, bão được dự báo đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ ngày 28 tháng 9, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng ngày 29 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía Nam Lào. Cùng nhận định, cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo tối ngày 27 tháng 9, thời điểm tâm bão áp sát vùng biển ven bờ khu vực Trung Trung Bộ, sức gió mạnh nhất đạt 162 km/h, tương đương cấp 14, giật cấp 17. Dù vậy, cơ quan này đưa ra vùng ảnh hưởng do bão hẹp hơn và trách lên phía Bắc so với dự báo trước đó, trải dọc từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Ở kịch bản cực đoan hơn, Đài Hồng Kông cho rằng bão có thể đạt sức gió cực đại lên 175 km/h, tương đương cấp 15, giật cấp 17 khi vào sát bờ. Sau khi quét qua đất liền Quảng Bình, Quảng Ngãi, hình thái này vẫn có thể duy trì sức gió mạnh cấp 9 trên khu vực phía Nam Lào. Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao 8-10m, biển động dữ dội. Từ trưa ngày 27 tháng 9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cú Lao Chàm, Lý Sơn, có gió mạnh cấp 8, 9 sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 17, sóng cao 8-10m. Từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Chuyên gia cảnh báo khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đề phòng nước dâng do bão cao 1-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng thấp ở ven biển cửa sông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Trên đất liền, gần sáng ngày 28 tháng 9, khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào đến Ninh Thuận dự báo có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, 8, giật cấp 9, 10. Cùng lúc, ven biển Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9, 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, giật cấp 14, 15. Nơi sâu hơn trong đất liền, gió mạnh cấp 8, 9, giật cấp 12, 13. Riêng khu vực Kon Tum và Gia Lai có gió mạnh dần lên 6, sau tăng lên cấp 7, 8,
có nơi cấp 9, giật cấp 11. Đáng lưu ý, từ chiều ngày 27 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, khu vực từ Trung Trung Bộ và phía Bắc Tây Nguyên hứng đợt mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Vì sao bão Noru mạnh lên trước khi đổ bộ miền Trung? Chuyên gia cho biết, khi vào đến khu vực phía nam của đảo Hoàng Sa, bão gặp điều kiện thuận lợi để mạnh trở lại cấp 13-14 trước khi tiến vào đất liền từ Đà Nẵng đến Bình Định. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão Noru đã bắt đầu giảm cấp khi quét qua phía đông nam đảo Luzon, Philippines. Lúc 19 giờ, sức gió duy trì ở cấp 13-14, giật cấp 16, giảm một cấp so với 3 giờ trước. Ngay khi vào Biển Đông vào ngày 26 tháng 9, bão tiếp tục giảm cường độ xuống cấp 13, giật cấp 16. Tuy nhiên, quá trình di chuyển trên biển, hình thái này có xu hướng mạnh trở lại. Thời điểm cơn Noru đạt cường độ mạnh nhất trên Biển Đông là tối ngày 27 tháng 9, khi tâm bão còn cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định 300 km. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Như vậy, bão tăng một cấp khi vào sát bờ. Trong khi đó, mô hình dự báo của trang TSR cho thấy bão có giai đoạn giảm cấp từ cấp 4 212 km/h xuống cấp 1 130 km/h sau khi quét qua Philippines và vào Biển Đông. Sau đó, hình thái này mạnh dần trở lại và đạt đến cấp 3 185 km/h khi áp sát đất liền ngày 27 tháng 9. Như vậy, theo mô hình này, bão Noru có thể tăng 2 cấp, tương đương 2-3 cấp, từ cấp 13 lên cấp 15-16 khi vào đất liền Trung Bộ. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhận định thời điểm vào đến phía nam của đảo Hoàng Sa, bão ở giai đoạn trưởng thành, có nhiều điều kiện khiến bão mạnh trở lại. Theo chuyên gia, nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực này tương đối cao, việc di chuyển trên vùng biển ấm thuận lợi cho sự mạnh lên của bão. Đồng thời, các điều kiện động lực ngay tại khu vực bão hoạt động cũng thuận lợi để hình thái này tích tụ năng lượng và mạnh lên khi vào gần bờ. Sau đó, khi bắt đầu có ma sát, bão có thể ảnh hưởng đến đất liền với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14. Với cường độ trên, người dân có thể hình dung sức gió khi đổ bộ của Noru trong những ngày tới tương đương với bão Sansine vào tháng 9 năm 2006, bão Kestana vào tháng 10 năm 2009 hay gần nhất là bão Molave vào tháng 10 năm 2020. Chuyên gia cảnh báo 4 địa phương khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. 4 tỉnh, thành phố có thể ảnh hưởng gián tiếp là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên và Kon Tum. Dự báo ban đầu cho thấy ngày 27-28 tháng 9, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Tây Nguyên có thể hứng lượng mưa lớn lên tới 150-300mm một đợt, có nơi trên 350mm. Với mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn, người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt. Từ đêm ngày 27 đến ngày 30 tháng 9, mưa lớn cũng trút xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với lượng mưa tương tự như trên. Trong bản tin lúc 20 giờ tối ngày 25 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đêm nay và ngày mai, bão Noru di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20 đến 25 km/h và đi vào Biển Đông. Tối ngày 26 tháng 9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 16. Hình thái này sau đó giữ vận tốc, đi thẳng theo hướng Tây và có xu hướng mạnh lên. Đến 19 giờ ngày 27 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây nam của đảo Hoàng Sa, cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17. Sau thời điểm này, bão giữ vận tốc hướng đi và tiến vào đất liền Trung Trung Bộ. Dù vậy, ngay từ tối và đêm ngày 27 tháng 9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có thể bắt đầu chịu ảnh hưởng từ bão. Thủ tướng trời quang mây tạnh vẫn không được chủ quan với bão Noru. Kể lại việc lãnh đạo các tỉnh miền Trung báo cáo trời quang mây tạnh, Thủ tướng lo ngại điều này có thể khiến người dân chủ quan lơ là trước diễn biến của bão số 4 có tên Noru. Sáng ngày 26 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trước những diễn biến phức tạp của bão Noru khi áp sát đất liền, người đứng đầu chính phủ đã dành thời gian chỉ đạo về công tác ứng phó với cơn bão số 4, bão Noru. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió có thể đạt tới cấp 13-14, giật cấp 16, tốc độ di chuyển nhanh. Dự báo chiều tối ngày 27 tháng 9, bão ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Trước lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại cơn bão Durian xuất hiện vào cuối năm 2006 đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, với khoảng 10.000 tỷ đồng ở thời điểm đó.
Do đó, các bộ ngành, cơ quan, địa phương, nhất là tỉnh, thành phố miền Trung phải tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó bão số 4 theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất. Thủ tướng cũng cho biết, ông vừa gọi điện cho lãnh đạo các tỉnh, thành phố miền Trung và được báo cáo là ở nhiều nơi vẫn trời quang mây tạnh. Điều này có thể khiến nhiều người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, đồng thời không để người dân chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước diễn biến của bão. Trong đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm tìm nơi tránh trú, rà soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ đập, lồng bè, nuôi trồng thủy sản, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ lụt sau bão. Thủ tướng nêu rõ các bộ ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm hơn nữa, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, của nhà nước trong bối cảnh thời tiết, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Noru có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 13, 14, giật cấp 17 trên vùng biển Quảng Trị, Quảng Ngãi vào sáng ngày 28 tháng 9. Ảnh hưởng của bão, miền Trung bắt đầu mưa lớn từ chiều ngày 27 tháng 9 với lượng mưa lên tới 200-300mm, có nơi trên 350mm. Hiện các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương ứng trên 868.000 người. Trong đó, các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ với khoảng 369.000 người tùy theo diễn biến của bão. Chiều ngày 25 tháng 9, Thủ tướng cũng ban hành công điện yêu cầu các địa phương và bộ ngành khẩn trương ứng phó trước diễn biến của bão Noru. Các tỉnh miền Trung khẩn trương quyết liệt triển khai các phương án phòng chống bão Noru. Trước diễn biến rất nguy hiểm của bão Noru, các tỉnh miền Trung được dự báo tâm bão tràn đi qua đã và đang hối hả, khẩn trương quyết liệt triển khai phương án ứng phó với bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại. Với phương châm không chủ quan, lơ là, các cấp các ngành, các tỉnh, thành phố miền Trung nơi được dự báo nằm trong vùng tâm bão Noru đã và đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão, khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh, ứng phó, kịp thời cử các đoàn công tác kiểm tra đến các vùng xung yếu để đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện biện pháp phòng tránh. Các lực lượng chức năng các tỉnh, thành phố đã chủ động có phương án sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, hướng dẫn tàu thuyền vào các khu neo đậu tránh trú an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và trên tàu thuyền nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Tại cuộc họp, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão Noru ngày 25 tháng 9, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã yêu cầu từ ngày 26 tháng 9, tất cả các cuộc họp không cần thiết sẽ tạm hoãn. Các sở, ngành, địa phương rà soát lại kịch bản di dân, chốt thời gian di dân, tính phương án phù hợp, đặc biệt là tại các vùng xung yếu, nguy cơ cao. Tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ di rời 23.762 hộ dân với 84.930 khẩu để đối phó với bão, 17.712 hộ dân với 65.231 khẩu để đối phó với lũ lụt và 7.087 hộ với 26.528 khẩu để đối phó với nguy cơ cao do lũ quét sạt lở đất. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị địa phương tổ chức triển khai khẩn cấp và hoàn thành các công tác chuẩn bị ứng phó với bão Noru trước ngày 26 tháng 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế đã rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Theo báo cáo, hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế còn khoảng 3.200 ha diện tích ao nuôi và hơn 3.500 lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông, hồ chứa, đầm phá chưa thu hoạch hết sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch và thủy sản đang nuôi chưa đến kỳ thu hoạch đang được các ngành chức năng hỗ trợ và hướng dẫn người dân chẳng chống, gia cố để giảm thiệt hại khi bão đổ vào. Tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 600 phương tiện tàu thuyền khai thác biển đã và đang tranh thủ vào bờ nơi tránh trú an toàn, chỉ còn 6 phương tiện với 52 lao động trên biển, chậm nhất sáng ngày 26 tháng 9 sẽ đưa vào bờ tránh trú an toàn. Tại Đà Nẵng, chiều ngày 25 tháng 9, đoàn công tác do ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng tránh thiên tai dẫn đầu đã có buổi kiểm tra công tác ứng phó với bão Noru tại thành phố Đà Nẵng. Đoàn đã kiểm tra công tác sắp xếp neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão tại Âu Thuyền Thọ Quang trên địa bàn quận Sơn Trà.
Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, tại các địa phương có dân sinh sống ven sông, suối của huyện Hòa Vang và vùng ven biển của thành phố đã chủ động có các phương án di dân từ vùng trũng, vùng nguy hiểm, vùng sạt lở đến nơi an toàn. Thành phố cũng đã bố trí các địa điểm tránh trú, dự trữ đủ lương thực, thực phẩm để cung cấp cho người dân đến nơi sơ tán. Theo Đại tá Hồ Sĩ Hậu, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đến chiều ngày 25 tháng 9, tất cả các tàu thuyền của Đà Nẵng đã được hướng dẫn neo đậu an toàn. Riêng 18 chiếc tàu dầu tại âu thuyền Thọ Quang đã được đưa ra đậu bên ngoài để phòng chống cháy nổ bão do va đập. Đối với các tàu nhỏ, thuyền thúng không vào neo đậu, các đồn biên phòng sẽ huy động cùng ngư dân khiêng lên bờ để đảm bảo an toàn. Từ 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9, biên phòng Đà Nẵng đã có thông báo cấm người, tàu thuyền xuất bến khai thác và làm dịch vụ khai thác hải sản hoạt động trên biển cho đến khi có thông báo mới. Hiện Đà Nẵng còn 35 chiếc tàu của các địa phương khác đang hoạt động trên biển đã liên lạc được. Thành phố đã hướng dẫn cho ngư dân thoát khỏi vùng nguy hiểm và đang di chuyển vào bờ an toàn. Ông Lê Trung Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố thực hiện quyết liệt việc di dời đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Trước khi bão đổ bộ, một tiếng đồng hồ, các lực lượng chức năng của thành phố sẽ dùng biện pháp mạnh yêu cầu tất cả ngư dân lên bờ để đảm bảo an toàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đối với tình huống bão mạnh, tỉnh sẽ thực hiện di dời 182.280 người, trong đó di dời tại chỗ 57.753 người và sơ tán hơn 124.520 người. Tỉnh Quảng Nam cũng đã huy động mọi lực lượng vận động và hỗ trợ người dân khẩn trương thu hoạch sớm diện tích lúa đến kỳ thu hoạch. Đến thời điểm này, các địa phương vùng Trung Du và ven biển trên địa bàn của tỉnh đã thu hoạch xong lúa hè thu. Riêng một số huyện vùng núi còn khoảng 570 ha lúa nước và hơn 3.500 ha lúa rẫy chưa thu hoạch. Cùng với đó, các địa phương cũng đã chỉ đạo người dân chủ động chẳng chống nhà cửa theo từng khu vực, từng cấp độ, bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn diện tích nuôi trồng thủy sản. Hiện tỉnh Quảng Nam có 2.910 lồng bè nuôi thủy sản, trong đó có 580 lồng thủy sản nước ngọt, chủ yếu nuôi trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và trên sông Tam Kỳ. 2.330 lồng thủy sản nước mặn, lợ, tập trung nhiều ở các địa phương Núi Thành, Duy Xuyên, Hội An. Diện tích nuôi trồng khoảng 650 ha thủy sản và nước mặn, lợ, chủ yếu nuôi trên cát lót bạt ven biển và lót bạt vùng cao chiều, nuôi ven sông đã thu hoạch khoảng 85%, số còn lại vẫn đang tiếp tục để tránh bão. Tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 87 tàu với 2.533 lao động, trên tổng số tàu cá của toàn tỉnh là 2.753 tàu với 13.575 lao động. Các tàu đã nhận được thông báo về bão Noru. Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên trong 2 ngày 24-25 tháng 9 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 60-148mm. Đây cũng là địa phương có nhiều lồng nuôi thủy sản với khoảng 82.000 lồng nuôi, hơn 960 tàu thuyền. Đến chiều ngày 25 tháng 9, chỉ còn 13 tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và thị xã Sông Cầu đã yêu cầu người dân nuôi trồng thủy sản chẳng néo vững chắc lồng bè, hướng dẫn người dân thả bè xuống sát đáy để đảm bảo an toàn. Tổ chức kêu gọi và hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Tỉnh Phú Yên cũng đã triển khai vận động tất cả ngư dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản phải vào bờ trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Tuyệt đối không để người nào ở lại trên các lồng bè nuôi thủy sản. Hiện các tỉnh, thành phố miền Trung dự báo nằm trong vùng tâm bão Noru đã chủ động thực hiện khá tốt công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện trọng yếu nhằm kịp thời triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Tỉnh Thừa Thiên Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thủy điện với tổng dung tích khoảng 2 tỷ mét khối. Hiện mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đang vận hành đảm bảo an toàn. Tỉnh có 163 hồ chứa có dung tích từ 50.000 mét khối trở lên, đến thời điểm 12 giờ ngày 25 tháng 9 đạt khoảng 30% dung tích thiết kế. Hiện có 24 hồ chứa cạn nước. Các hồ còn lại đang được điều tiết đưa về mực nước thấp nhất. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, hiện toàn tỉnh có 73 hồ chứa thủy lợi, 4 hồ chứa thủy điện. Đến thời điểm này, các hồ chứa thủy lợi đã tích nước 40-50% dung tích hữu ích thiết kế. Các hồ chứa thủy điện tích nước còn thấp, đạt 20-30%. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Nam đã tổ chức kiểm tra an toàn các hồ chứa, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng các hồ chứa, đập xây, phương án ứng phó thiên tai và phương án đối phó với tình huống thiên tai khẩn cấp.
tin mới về bão Noru, bão mạnh cấp 12-13 đã vào Biển Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 26 tháng 9, bão Noru đã vượt qua khu vực phía nam của đảo Luzon, Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Hồi 4 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía tây đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 230 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km đi vào Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới. Từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão cách đất liền Đà Nẵng, Bình Định khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vĩ tuyến 12,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 118,0 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 29 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam Lào, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 72 giờ đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/giờ, suy yếu và tan dần. Trong ngày 26 tháng 9, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-9 sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 8-10 mét, biển động dữ dội.